Cũng biết cái trăn trở của mọi người, nhất là bản thân mình, nó học tiếng Anh làm sao mà mình cứ học hoài học mãi mà khi mình nói người ta chẳng hiểu mình nói gì thì mình lại rất là ngại. Thì Vũ biết là nếu như mà cái hồi xưa ở bên Mỹ thì Vũ có những người thầy, họ lại gọi là thầy chuyên dạy về phát âm, thì như ông thầy này ông có kinh nghiệm rất là nhiều về dạy ngữ âm. Ông sẽ ngồi xuống với mình học một kèm một, ông sẽ nghe mình nói, ông sẽ chỉ ra cho mình là mình sai chỗ nào, đúng chỗ nào, vì sao mình sai và sửa như thế nào cho đúng, mình phải nâng môi nâng lưỡi như thế nào. Nhưng mà những người thầy như vậy đó, họ tính khoảng 200 đô một giờ thì cái chi phí rất là cao. Thì khi mà Vũ bắt đầu với cái câu chuyện khởi nghiệp của mình thì Vũ nói là làm thế nào để mình cũng đưa ra cái giải pháp như vậy mà không có cần những người thầy như vậy, tại vì những người thầy như vậy thứ nhất là rất ít, thứ hai là rất mắc, thì mọi người sẽ không có tiếp cận được. Thì có cái ứng dụng là phải dùng trí tuệ nhân tạo để mà giúp cho mọi người.